Bạn đang gặp khó khăn trong việc nâng cao tay nghề hay học tập các kiến thức mới? Bạn gặp trở ngại bởi các khó khăn như dịch bệnh, học phí hay bạn không có nhiều thời gian để tham gia các khóa học trực tiếp vì công việc và khoảng cách? Bạn là một thợ sửa chữa ô tô, bạn đã biết hoặc tham gia các khóa học sửa chữa ô tô trực tuyến, hay bạn là người mới tiếp xúc với việc học online, bạn quan tâm và cần được tư vấn về các khóa học sửa chữa ô tô online. Nhiều bạn đang băn khoăn, không biết chọn học các khóa học điện ô tô ở đâu, uy tín và chất lượng hay nội dung khóa học như thế nào, có phù hợp với mình không? Hôm nay, trung tâm VATC mang đến giải pháp cho các bạn bằng 3 khóa học trực tuyến điện ô tô mới nhất. Khóa học điện ô tô trực tuyến sẽ giúp các bạn các lợi ích như đảm bảo an toàn cho bản thân, tiết kiệm chi phí, học phí, tham gia lớp học dễ dàng với thời gian linh hoạt hơn, học và tương tác trực tiếp với giảng viên. Khóa học này dành cho những người thợ sửa chữa ô tô, chủ garage, kỹ thuật viên của hãng hay là các bạn sinh viên đã nắm vững các nền tảng kiến thức và có đam mê với nghề. Nội dung các khóa học bao gồm khóa học điện thân xe nâng cao. Khóa học điện thân xe nâng cao mang đến cho anh em các nền tảng kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu, các kỹ năng và phương pháp đọc mã lỗi, sửa chữa trên các hệ thống điện thân xe như điện tử cơ bản, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tín hiệu, hệ thống gạt mưa, hệ thống nâng hạ kính, hệ thống chỉnh gương gập gương, máy khởi động máy phát điện, phân tích sơ đồ mạch. Khai giảng ngày 18 tháng 10 năm 2021, lịch học tối 2, 4, 6, học phí từ 2.500.000 còn 1.899.000, tặng thêm combo 2 sách điện thân xe. Khóa học điện động cơ ô tô nâng cao. Khóa học này sẽ giúp cho anh em tìm hiểu sâu hơn về các hệ thống điện cảm biến trên động cơ ô tô, giải quyết các khó khăn về việc đọc hiểu mã lỗi van bệnh và hướng sửa chữa mã lỗi đó, bao gồm các hệ thống mạch nguồn ECU, kiểm tra bắt bệnh hệ thống đánh lửa, phân tích bắt bệnh các lỗi cảm biến động cơ, chẩn đoán các hệ thống điều khiển động cơ, chẩn đoán hư hỏng hệ thống phun xăng điện tử, chẩn đoán hư hỏng hệ thống phun dầu điện tử, chẩn đoán hư hỏng hệ thống phun xăng trực tiếp. Khai giảng ngày 19 tháng 10 năm 2021, lịch học tối 3, 5, 7, học phí từ 5.800.000 giảm còn 3.700.000, được tặng kèm combo 2 sách điện động cơ. Khóa học chẩn đoán hệ thống điều khiển điện tử trên ô tô đời mới. Với khóa học này, anh em sẽ tự tin nắm vững kiến thức và kỹ năng về các hệ thống mới hiện đại mà nhiều anh em đang tìm kiếm hay gặp khó khăn, tự tin khi sửa chữa các hệ thống trên ô tô đời mới như chẩn đoán hệ thống phanh ABS, chẩn đoán hệ thống trợ lực lái, chẩn đoán hệ thống túi khí, chẩn đoán hệ thống mã hóa chia immobilier, chẩn đoán hệ thống chìa khóa thông minh smart key. Khai giảng ngày 20 tháng 10 năm 2021, lịch học tối 2, 4, 6, học phí từ 6.200.000 giảm còn 2.800.000, được tặng kèm sách sơ đồ mạch các hệ thống điều khiển điện tử trên ô tô hiện đại. Ưu đãi khi tham gia khóa học. Khi anh em đăng ký tham gia khóa học, anh em sẽ nhận được tài liệu tương ứng với khóa học, làm chủ kiến thức, kỹ năng và tay nghề bản thân. Ngoài những ưu đãi khi đăng ký từng khóa học ra, khi anh em đăng ký combo 3 khóa học thì học phí chỉ còn 7.999.000. Anh em còn được tặng kèm 7 cuốn sách điện ô tô mới nhất và cực kỳ chất lượng. Để đăng ký khóa học, anh em nhanh tay gọi đến số hotline 0945711717, 0944135339, hoặc truy cập vào website www.hocdienototructuyen.pro.